Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 7 Hóa Thành Dụ. Có một đoàn người đi tìm kho báu. Có một vị đạo sĩ nọ rất là rành cái kho báu đó, và ông lãnh phần hướng dẫn cái đoàn người này để đi tìm cái kho báu. Và rồi trên bước đường đi thì đoàn người đã bị cướp bóc, gây ra những phiền não, những đau khổ. Trong cái đoàn người này có một số người đòi quay trở về, và có một số người thì muốn tiếp tục ra đi. Thì vị đạo sĩ mới nói rằng hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên. Không còn bao lâu nữa thì sẽ đến một cái ngôi thành. Nơi đó thì quý vị ghé vào đó ăn uống, ngủ nghỉ rất là khỏe khoắn. Thì đoàn người khi nghe đạo sĩ vận động như vậy thì tiếp tục đi. Thì chẳng bao lâu đến một ngôi thành, và họ vào đó để ăn uống, ngủ nghỉ, dạo chơi quanh thành. Thì vị đạo sĩ sau khi thấy cái phái đoàn này đã được khỏe khoắn, thì vị đạo sĩ liền thâu cái thành lại. Bởi vì cái thành này là do cái thần thông của vị đạo sĩ biến hóa ra. Bởi vì vị đạo sĩ thấy phái đoàn mệt mỏi và biểu hiện ra cái sự chán nản, muốn quay trở về, bỏ dở cái công việc mà đi tìm kho báu, cho nên vị đạo sĩ phải tạm thời mà hóa ra cái ngôi thành trì như vậy. Thì tất cả mọi người, trong đó có những người ở trong thành thì quyến luyến cái sự sung sướng của khi mà được ở trong cái thành trì đó, họ đòi ở lại, họ không muốn đi. Và những có một số người thì họ đòi tiếp tục ra đi. Thì vị đạo sĩ mới vận động, mới nói rằng cái ngôi thành trì này á, là giả thôi, nó là giả thôi. Cho nên á, ta dùng thần thông để mà thâu hồi cái thành trì này rồi. Vậy thì các ngươi hãy theo ta, không còn bao lâu nữa các ngươi sẽ đến cái kho báu. Nơi đó sẽ đầy đủ các báu vật mà lòng các ngươi mong muốn. Thế rồi tất cả mọi người lại tiếp tục ra đi. Và không bao lâu thì tất cả mọi người đều tiếp cận với cái kho báu đó. Bây giờ thì tôi nói qua về cái ẩn ý của cái câu chuyện này. Đoàn người đi tìm kho báu là muốn nói chúng sinh phát tâm tu hành. Vị đạo sĩ hướng dẫn đoàn người đi tìm kho báu, vị đạo sĩ đó là muốn nói Phật Thích Ca. Thì khi mà Phật Thích Ca dùng cái giáo pháp tiểu thừa để mà hướng dẫn những cái người đệ tử của mình tu hành, thì những cái người đệ tử này á đã bị bọn cướp ở đây là để tượng trưng cho những vị đệ tử khi mới tu hành thì đã bị những danh lợi tình nó cám dỗ mà không vượt được. Thì những cái ham muốn về danh lợi tình đó nó cướp mất đi cái tinh khí thần ở nơi mỗi con người đó. Và rồi Phật Thích Ca đã nhìn thấy cái sự chán nản của những người đi tầm đạo, những người đi cầu đạo như vậy, cho nên Phật Thích Ca mới phủ dụ mà nói rằng đi không còn bao lâu nữa thì đến cái ngôi thành trì, nơi đó sẽ mặc tình mà hưởng cái sự du sướng. Thì cái ngôi thành trì này là tượng trưng cho phẩm vị thinh văn duyên giác. Thinh văn duyên giác hay tạm gọi là A-la-hán, đó là cái quả vị Niết Bàn Tiểu Thừa, là cái quả vị tạm thời, chứ không phải là cái quả vị vĩnh viễn, không phải là cái quả vị cứu cánh. Và rồi khi mà họ đến nơi đó để mà đến cái ngôi thành đó là để nói lên cái sự chứng đắc cái quả vị thanh văn duyên giác, tức là chứng đắc quả vị A-la-hán.
Rồi thì có một số người đã không muốn đi nữa, muốn muốn ở lại cái ngôi thành trì đó là để muốn nói lên rằng cái số người có một số đệ tử sau khi đắc quả A-la-hán, tức là thánh văn duyên giác đó, thì họ an vui với cái quả vị đó, họ không muốn cầu tiến nữa. Đó thì Phật Thích Ca ngài mới nói đây là cái quả vị niết bàn tiểu thừa thôi, còn cái niết bàn đại thừa mới thật sự là cứu cánh, đó là quả vị Phật. Thì không còn bao lâu nữa các ngươi sẽ đến, các ngươi sẽ đi trên cái cỗ xe đại thừa, tức là cái cỗ xe lớn. Thì tất cả mọi người nghe như vậy rồi thì đồng loạt, nghĩa là cùng lên cái cỗ xe đại thừa, tức là cái cỗ xe lớn, để mà đi tìm cái kho báu. Cái kho báu tức là quả vị Phật. Thì ở đây tôi muốn nói với quý vị, cái cỗ xe đại thừa là muốn nói tới đại pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông Quán Âm và chánh pháp Nhãn Tạng Quán Quang. Chính cái diệu quang và diệu âm này á, là cái cứu cánh chứ không phải là phương tiện. Nó sẽ khi mà con người tu hành thọ cái tâm ấn với cái giáo pháp, với cái pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông Quán Âm và chánh pháp Nhãn Tạng Quán Quang, thì cái diệu quang diệu âm đó chính là cái Phật tánh. Thì con người khi mà có cái thể nghiệm về diệu quang diệu âm đó thì phải tiếp tục lo phát triển để cái diệu quang diệu âm đó đạt đến mức rốt ráo, đó là cái quả vị Phật. Mà con đường khi mà đoàn người đi đó thì nó chia ra làm đại khái là làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là niết bàn tiểu thừa, mà cái kết cục của niết bàn tiểu thừa tức là quả vị thinh văn duyên giác là A La Hán, và niết bàn đại thừa tức là quả vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát và Phật. Đó, thì chúng ta phải biết rằng trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta đi cái pháp môn chúng ta đi cái pháp môn tiểu thừa để đạt được cái quả vị thinh văn duyên giác, rồi sau đó chúng ta cũng phải bước qua cái cổ xe đại thừa tức là chánh pháp nhãn tạng quán quang và nhĩ căn viên thông quán âm để chúng ta đạt được cái quả vị cứu cánh là niết bàn đại thừa, tức là quả vị Phật. Chào tất cả quý vị.